Mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh Minh Hải nhà đất Kiên Giang. Và hiện tại Hải đang có mặt ở kinh 8 thước, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì cái kinh này nó cách cái đèn đỏ ở Giục Tượng thì nó tầm khoảng 800 mét thôi là tới chợ Giục Tượng luôn. Ở đây mình có cái nền đất rất là đẹp luôn. Là hiện trạng này có mấy 28 là ngang 5 mét. Nó hậu là 5 mét rưỡi, 62 mét, có 50 mét thổ cư hướng đông nam, thì giá bán của nó là 490 triệu của chú anh chị, nên rất là đẹp lắm. Lộ ở đây thì 4 mét lộ mới làm. Ở đây thì mình cách cái đầu kinh thì nó tầm khoảng là 400 mét thôi, từ 400 mét từ đây ra tới cái chợ Dục Tượng thì khoảng 400 mét nữa, nó chia lộ cho bên đây nữa. Ở đây thì mình mua thì mình được luôn cái bậc kinh ha, bậc kinh cũng rất là đẹp, rất là mát mẻ nè. Chỉ còn một cái nền duy nhất, nền số 6 nha cô chú anh chị, ngang 5 mét, dài là 62 mét, hậu nở là 5 mét rưỡi, có 50 mét thổ cư. Thì hiện trạng thì chủ đất sẽ bơm nền cho lên chúng ta cho nó cao ráo bằng với cái mặt nền phía đây ha. Thì hiện tại thì do chưa nâng nền lên được là do lộ mới làm, cho nên chưa có chạy xe vô được cô chú anh chị, sợ bể lộ ha. Đây, khi mà bàn giao nền cho chúng ta thì nó phải là cao ráo như vậy nè. Ở đây thì có điện nha cô chú anh chị, cách cái cột điện tầm khoảng trăm ngoài mét thôi. Cô chú anh chị mà về đây mà xây nhà ở thì rất là đẹp ha, 5 mét dài tới 62 mét, rất là dài, làm cái nhà vườn nhỏ nhỏ phía sau thì rất là đẹp ha. Và nó đã đặt cống sẵn hết rồi. Bây giờ thì hãy mời cô chú anh chị chúng ta sẽ đi ra ngoài lộ ha. Rồi, xin chào tạm biệt cô chú anh chị ạ.